chào các bác. Hôm nay em xin được giới thiệu về cái bao cần Wago. Bao cần này là có 3 ngăn chính. 3 ngăn chính rất là lớn. Và 3 ngăn phụ thì có 2 ngăn phụ nhỏ ở bên hông bên này và một ngăn phụ bên này là 77 cm. Ngăn này thì đựng một hộp phao silicon thoải mái nha các bác nhá. Hộp phao này hộp phao 55 cm. Đấy vẫn còn thừa. Như này. Để các bác đựng phụ kiện. Cái chất liệu vải của cái này là cầm và cảm nhận giống như là vải bố. Đấy còn khóa các cái khóa này của nó cũng là khóa cái chất liệu tốt nhất. Và cái bao này là có thể xách để anh em cầm khi mà gần đến nơi là xách nhỉ. Còn mà khi mà đi xa thì có thể đeo. Đây là hai quai đeo của nó. Để chúng ta có thể đeo trên vai. Nếu như anh em nào câu lâu năm thì sẽ biết là cái bao thương hiệu Wago này là bên Tap Fishing ngày trước họ đã đặt một cái logo của riêng họ và họ nhận luôn đấy là hàng thương hiệu của họ, cũng như cái hộp phao silicon này thực sự là rất tốt, rất bền, có cả video đập dẫm cái hộp phao này đấy. Hộp phao này có cả cái nút ma sát ở bên ria này. Thì những cái năm đầu tiên họ cũng để cái logo, em nhớ không nhầm là logo GVK để đánh lừa anh em vào cái nếu như anh em nào vẫn còn nhớ hai cái dòng sản phẩm này lúc trước khi mà bên Tam Fishing hoặc là bên Việt Nam Fishing phân phối ra để cho anh em dùng thì hai cái mẫu này đều cực kỳ đắt luôn, phải dùng từ là cực kỳ đắt, nhưng mà một số anh em vẫn cứ nói là hàng thường tín thì thế này thế kia, nhưng mà thường tín vẫn có những cái dòng phụ kiện chất lượng cực kỳ cao, ví dụ như cái bao cần này hoặc là cái hộp phao này. Còn nếu như mà nói về bây giờ bên Việt Nam Fishing cũng như bên Tang Fishing sẽ không bán phụ kiện mấy nữa và họ sẽ chuyển sang cần nhiều, vì cần rất là khó so sánh, chỉ so sánh nếu như so sánh về giá là những cái dòng cần hơn triệu ở thường tín cũng sẽ có mẫu hơn triệu hoặc là mẫu 2 triệu, nhưng mà họ chưa bao giờ dám bán những cái mẫu hơn 100.000 để cho anh em cầm anh em cảm nhận, vì nếu như thế thì nếu mà bây giờ họ chuyên sâu về cái mẫu hơn 100.000 khoảng tầm ở thường tín rất nhiều người bán, rất nhiều shop bán mẫu 150k 180k, nếu như họ cũng bán những cái dòng cần như thế thì họ sẽ không thể gánh nổi những cái tiền marketing của họ, tiền nhân viên rồi chi phí, rất là nhiều chi phí. Nên là anh em cũng nên cân nhắc xem là lựa chọn và cứ lựa chọn chuẩn chỉ xem là lên là của hàng hãng nhiều hay là của thường tín nhiều. Đây là một cái góc nhìn của cá nhân em là như thế. Các bác cứ cảm nhận những cái mẫu này xem là như nào.